mới mua xong. Thì giờ Vương đang test cái chất lượng của cái Google 11 này quay buổi tối so với cái iPhone 13 Pro và Samsung S22 Ultra. Mọi người nhé, ba cái này mình so sánh chất lượng là Google 11 này, Samsung S22 Ultra và iPhone 13 Pro để xem cái chất lượng mà quay về buổi tối xem cái nào tốt mọi người nhé. Video là video nguyên gốc, không chỉnh sửa nhé. Video gốc không chỉnh sửa, không thêm màu để cho mọi người nhìn được cái nhìn khách quan nhất. Giờ mình sẽ quay cái màn hình máy tính trước. Còn cứ nhấc lên đi thôi, giờ chỉnh diện vào. Mình thấy thì nói chung nhìn trực diện ở màn hình thì thấy cũng rõ lắm. Cả ba cái luôn đều thấy rõ được cái chữ trên màn hình máy tính. Giờ thì nói chung là mình sẽ quay chủ yếu bên ngoài trời tối cho mọi người xem. Rồi mày đi trước đi, mày đi trước làm mẫu để anh quay. Giờ cái kia chỉ là phụ thôi mà. Ôi em vào video đi em ơi. Ở đi ra ngoài Sĩ Hiên là tối ấy. Cái này thì Vương đang cầm tay không có gimbal nhé, nên giống như là test thực tế, đang test cả chống rung đấy mọi người. Con ra ngoài này bác quay con luôn. Đây mọi người nhìn nhé. Đâu, giờ Hiền làm mẫu, anh quay Hiền chứ không phải quay anh nữa. Cái này mình đi đảo khá mạnh nên không biết cái chung cái nào tốt không. Giờ mày đứng trước, giờ anh quay mày, mày giờ là người làm mẫu. Đúng không? Giờ mày là người làm mẫu. Đây này, cái chỗ này nói chung là trời rất tối luôn. Thì theo nhìn ở điện thoại thì mình nhìn thấy cả ba cái thì Google là không nhìn thấy người đâu luôn. Đấy là nhìn trực quan ở thực tế nhé. Còn nhìn nhìn ở bên khi đưa ra video thì Vương không biết đâu. Rồi giờ Ngọc đi với ba luôn nhá. Ba quay cả Ngọc nữa để cho ba xem đấy. Đi rồi đi xuống đầu đi. Đi xuống đầu quay cảnh vật này nọ. Đây đây là cây hoa giấy này. Cây hoa giấy thì tất nhiên nó là phải màu đỏ màu trắng rồi. Thì Vương quay sát lại hơn cho mọi người nhìn nhá. Nói chung trời chỗ này nó rất tối luôn đấy. Còn kia là dưới là có ánh điện. Cái xe xa xa kia thì mọi người nhìn không? Bên xa bên kia đường thì có cái xe bán tải màu cam á, quay trách á. Đây là cây cột điện này. Xa xa thì trên xa xa đấy có cái trụ nước nhá. Mọi người để ý cái trụ nước với cái nhà nuôi chim yến. Rồi giờ Vương sẽ đi xuống dưới để quay rõ hơn. Hiền đi trước để anh quay chứ Hiền. Giờ Hiền không phải quay sau anh đâu, giờ Hiền cứ đi trước anh để Hiền quay. Để anh quay Hiền. Thái ơi, Ngọc ơi, quay đây, xem biết là đẹp trai hơn. Chuột ơi, chuột làm gì với chuột ơi? Chuột ơi, đâu rồi, ba cho chuột vào cái nào? Chuột ơi, ba đi quay ngoài trời tối con. Ba quay cả ngoài nhà trời tối chứ. Nhấp ba đứa, ai đi mất rồi.
Mọi người nhìn ba video để cảm nhận nhé. Nói chung là Vương thì chưa đưa ra máy tính nên Vương không biết là chất lượng cái nào hơn hết ấy. Hiện tại thì Vương sẽ để cho ở máy tính thì Vương đưa ra, Vương sẽ để ở chuẩn hết nhé. Ba cái đều khung hình đều như nhau và không chỉnh sửa. Nói chung không chỉnh sửa, không thêm màu, để nguyên file gốc để quay lên cho mọi người xem. Chắc là có lẽ là khá rung nhé, tại vì Vương đang quay bằng tay không thôi, mà Vương cũng khá đi không ổn định á. Đây như mọi người nhìn cũng khá tối, không biết mọi người có nhìn rõ được mặt hai người không. Nếu mà nhìn ở điện thoại thì Vương thấy là khá tối, không nhìn rõ mặt được. Còn hình như còn khá nhũ nữa cơ. Đây Vương sẽ quay một cái biển nít này, xem mọi người có thể nhìn được không, bị chói sáng hay gì không. Để mọi người nhìn cảm nhận nhé, cái độ chói sáng hay có đọc được chữ không. Còn Vương sẽ quay chỗ này là chi tiết chỗ nó rất đủ sáng luôn này, trong cái nhà đó, bên trong này thì rất rõ. Đâu đi trước đi, đi sau để ba quay nào, đi trước men men đường nào. Đây nha mọi người cảm nhận được cái độ chống rung nhá, giờ Vương sẽ đi khá nhanh một xíu. Chạy đi, chạy chậm đi nào. Chạy đi, chạy thật mà. Chạy đi để anh chạy xem chết chống rung. Rồi, quay này thôi. Này lắc lắc nha, khá rung luôn này. Vương đảo thật nhanh luôn để xem nó cái đồ nát đồ rung như cỡ nào. Chắc là nói chung là Vương đi Vương đảo rất mạnh nên khả năng mọi người xem sẽ rất nát, chóng mặt. À thọ hả? Quay thọ cái này. Ôi, được cái chỗ này hay đấy, là cho anh điện. Được hai thằng thọ giờ nó có màu xanh, màu trắng, màu đồ nữa nên thành ra nó dễ nhìn màu hơn. Ôi nó thật mà thọ, đi đoạn đi thọ. Đi đằng kia để anh đi để cho nó thọ nó có nhiều màu hơn. Màu trắng, màu xanh, màu đen. Đây, bóng điện đang chói sáng. Sao mình cảm nhận là nhìn qua cái màn hình thì mình cảm nhận là Google có thể là thua luôn nhé. Google 11 ấy, thua S22 với Samsung 13 luôn. Nói chung Samsung đấy mình quay ở cái chế độ mà F gì đấy. Giống như là mình đang quay ở chế độ hỗ trợ về ban đêm hay sao á. Tại vì bình thường là mình thấy quay cái Samsung S22 Ultra này rất xấu. Mà tự nhiên hôm nay thì này, tự nhiên này quay thấy có vẻ trời tối nó sáng hơn. Hình như là cái UHD đấy là dành cho buổi tối thì phải. Nên có thể là hơi thiên bị cho cái Uro với iPhone 13 là đang quay ở chế độ bình thường.
Hiện nay hình như đang quay ở chế độ buổi tối của Samsung rồi, tại vì Samsung tự nhiên bình thường anh quay thấy nó tối lắm, mà hôm nay quay lại sáng hơn người ta. UHD hình như là quay UHD gì đấy, hình như nó quay buổi tối. À, nó có chế độ tối nhưng mà mình đâu có bật đâu anh. Hình như là đang quay chế độ đấy là chế độ tối luôn á. Ờ anh nghi vậy này. Nét lắm rồi anh. Nó không nét lắm nhưng mà thấy là lần này nó lại trội hơn so với iPhone 13. Cái hình ảnh nó sáng hơn đó. Ờ. Chứ bình thường anh thấy nó tối hơn. Nhìn qua màn hình vì không biết đâu, tí đưa file ra mới chắc cú được. À, mọi người nhìn cái biển ở bên kia đường nhá, Lương Sơn đấy. Xem cái nào có thể nhìn được, quan sát được rõ hơn ở một cái biển ở xa như vậy. Lương Sơn bất động sản. Còn đây là cái biển Nít này, Yến Sào, Yến Duyên này. Đây là bà chị ruột của Vương nhá, chuyên bán về Yến luôn. Nói chung là nhà Vương thì có hai cái nhà Yến. Nhà Yến thì khá nhiều Yến để bán. Đây là cái nhà của Vương đây. Bên trên đằng sau nó là nhà một cái nhà Yến. Yến nhiều lắm mọi người. Nói chung là thoải mái để nhu cầu mà bán mà Yến đảm bảo luôn đấy. Không có bao giờ có pha chế hay là Yến giả như ở trên mấy cái chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh đâu. Yến nhập về Trung Quốc là rất nhiều Yến bị pha trộn nhé, không có đảm bảo chất lượng. Chết rồi, anh đà vào nữa rồi. Vậy là có nhiều nhiều người dính video rồi. Kệ đi, có sao đâu. Không sao, người ta phải tự nhiên bình thường. Quay mấy đứa trẻ con này này. Để xem ai nhìn được cái biển số xe bên kia. Đây mình đang quay chế độ không zoom nhé. Xem ai nhìn được rõ được cái biển số xe của cái xe Ranger ở bên kia đường kìa. Đây rồi một cái xe trong tối kìa. Đó, từ đây xem đến xem ai nhìn được cái biển số xe đấy. Nói chung nhìn ở cái màn hình của Google 11 ấy thì mình thấy là nhìn trực tiếp như thế này thì rất tối nhá. Có cảm giác như là không nhìn được cái xe luôn á. Nhưng mà ở điện thoại mà iPhone 13 với Samsung thì vẫn nhìn được cái xe. Tức là cái mạng chất lượng của màn hình của Google là kém hơn hai cái này. Nhưng mà thực tế video xuất ra thì chưa biết ai hơn ai được. Nói chung là hôm nay mình thấy là cái Samsung S22 Ultra mà nhìn thực tế màn hình thì lại sáng hơn iPhone 13. Nhìn thực tế nhé. Ở trên màn hình đấy, chứ còn chưa xuất file ra thì mình không biết. Đây thử xem cái hoa giấy ở phía trên này xem sao. Mình đưa tay khá mạnh nhé, để đồng thời cho mọi người biết được cái chống rung của các ba cái này luôn. Chứ mình không có quay nhẹ nhàng, quay đều như là giống như là quay video đất cát đâu. Đây cái hoa giấy ở trong tối đây. Hoa giấy thì đang màu đỏ, trắng, xanh đầy đủ hết. Mình nhắc lại nhé, cái này là iPhone 11 mới ra. iPhone 13 Pro Max. Pro thôi, không phải Max, cũng là 3 camera rồi. Với Samsung S22 Ultra. Mình đảo vầy luôn cho mọi người xem có chóng mặt không. Chuột ơi, My ơi, ba đang quay con khép cái chân này. My ơi, ba đang quay con khép cái chân này. Chuột ơi, chuột à, chuột ơi, chuột ơi,
Vương sẽ đảo rất nhanh nhé, Vương không có để cái chế độ chậm đâu. Tức là Vương đảo mỗi lần đảo chiều để quay vùng tròn là Vương sẽ đảo nhanh, để cho mọi người biết được cả cái chất lượng mà chống rung của ba cái này luôn. Đây là con mèo này, không biết là mọi người nhìn được không, chưa thấy là cái Samsung này S2 Ultra này hôm nay lại nhìn có thể nhìn được trong buổi tối, nhưng mà mọi lần Vương thấy là không nhìn được đâu. Hình như cái chế độ mà UH gì đây là chế độ dành cho ban đêm của Samsung S2 Ultra này thì phải. Giờ Vương sẽ đến một cái chỗ mà gần như là tối mịt luôn, không thể nhìn được, để xem có nhìn được không. Đây, cái chỗ này gần như là không thể nhìn được luôn cả ba. Ở trên ba cái màn hình bây giờ thì đều là tối um hết, mà không biết thực tế thì tí xuất ra video mọi người có nhìn được không. Cây. Rồi, con chó chạy từ sáng qua ra tối nhé. Để mọi người quan sát xem. Chín 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 chín. Giờ thì mình sẽ vào một cái tiệm đi, ở cái ánh đèn sáng của buổi tối rất sáng, nói chung là đủ sáng để xem mọi người xem nó như thế nào. Cứ nói thoải mái không sao hết. Đây là cái chỗ mà rất sáng này, đủ ánh điện sáng nhé. Thì nhìn Vương nghĩ thì đây sẽ rất rõ nét rồi. Nhìn qua màn hình không thì cũng thấy rõ nét rồi. Nói chung đây là cái video Vương cho mọi người quan sát rất kỹ về buổi tối, buổi sáng của cái buổi tối sáng, nói chung là quay trong buổi tối nhưng mà có chỗ sáng chỗ tối để cho mọi người quan sát tổng thể hơn. Đấy, Vương sẽ xoáy thật nhanh để cho mọi người biết được cái độ mà ổn định chống rung của video, xem nó có nát khó chịu không. Nhé. Thôi chào mọi người nhé. Cho mọi người tự cảm nhận, nhìn nhận và cảm nhận ba cái chất lượng của video, ba cái Google 11, iPhone 13 và Samsung S22 Ultra. Hôm sau thì có 14 Pro Max, Vương sẽ so với ba cái này luôn. Cái này là Vương so ban ngày nhé. Vương sẽ có một cái video so vào buổi tối. Vương sẽ có một cái video so vào ban ngày. So vào ban ngày để cho mọi người quan sát tổng thể hơn. Biển số xe ở xa xa mọi người chú ý.